Xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ nói về cái mạch được gọi là mạch chấn lưu điện tử dùng cái con IC IR2156. Chủ yếu là mình sẽ tập trung giải thích về con 2156 nhiều hơn. Trong tiếng Anh thì mình sẽ gọi là electronic ballast using IC IR2156. Thì đây là một cái mặt tiếng Việt Nam mình còn hay dùng cái danh từ rất là thông dụng được gọi là cái cục tăng phô dùng trong những cái bóng đèn huỳnh quang và fluorescent lamp. Thì bây giờ mình sẽ chia ra làm hai phần, phần thứ nhất mình sẽ nói sơ qua về cái những cái loại mặt tráng lưu và phần thứ gì thì mình sẽ tập trung về cái con IC 2156 này. Đây là một cái con mâm sung nhưng mà con mâm sung loại này PWM này nó, dùng trong những cái dạng cho cái mạch chân lưu này. Và cái hoạt động của nó tương đối cũng khá sắc rối hơn so với những cái con IC bấm sung mà mình hay thấy trong những lúc trước. À, thì dưới đây các bạn thấy đây là một cái bo cho một cái mạch à, chấn lưu điện tử dùng trong những cái bóng đèn quỳnh quang cái loại này cũng rất là nhỏ à, trong khi đó những cái loại tăng phô mà lúc trước mình thấy màu đen đen á, thì nó rất là lớn rất là cồng kềnh nó có những con biến áp bên trong đó không thể nào mà nó bỏ vào trong những cái cục này được do đó cái cực kỹ thuật làm về cái mạch à, chấn lưu điện tử này thì nó rất là thông dụng sau này ở dưới đây là cái sơ đồ tổng quát của con IC 2156 này. À, bên tay phải các bạn thấy mình có hai cái gói linh kiện khác nhau. Cái loại DIP 14 này á, là cái loại mình cắm trên những cái bo thì nó rất là thông dụng để mà mình làm những cái bo khởi động đầu tiên khi mà mình muốn thử cái mạch của mình. Trong khi đó bên tay trái của mình làm cái dạng linh kiện dán khi mà chúng ta đi vào sản xuất thật sự. Và bên tay trái của mình ở đây là một cái sơ đồ tổng quát đây là một cái dạng lái, một cái dạng nguồn sung nửa cầu. À, mình lái những cái bóng đèn quỳnh quang. Thì cái con 2156 này nó có 14 cái chân và chúng ta có một cái nguồn đưa vào là một cái nguồn điện DC. và trong bài này thì mình sẽ dựa trên hai phần phần thứ nhất là mình dùng một cái trang web và wikipedia để mình Chỉ cho các bạn thấy một cái dạng bóng đèn loại này như thế nào phần thứ hai là cái data sheet của cái con IA2156 này con 2156 này được sản xuất bởi cái hãng Infineon hồi xưa là cái hãng tên là International Rectifier bây giờ thì mình sẽ đi qua cái uh, trang web ở Wikipedia để các bạn thấy sơ qua thì uh, các bạn thấy với cái hình bên tay phải này rất là quen thuộc những cái cục màu đen này nó có những cái con biến áp nằm bên trong nó và nó nuôi những cái bóng đèn bình quang mà mình thấy uh, trong những cái trong trần nhà của mình á mình sử dụng cái loại này rất là nhiều thì bên trong nó có nhiều cái cấu trúc khác nhau lắm à, bây giờ mình sẽ không có tập trung vào những cái phần đó và mình sẽ đi vào cái phần chánh đó là cái mạch chấn lưu điện tử cái dạng này là một cái dạng rất là mới sau này họ dùng những cái con IC bấm sung để chúng ta tạo ra những cái tín hiệu sung và tạo ra những cái điện áp hoặc là những cái tần số sung cho nó phù hợp với cái mạch của mình và nếu như các bạn thấy chúng ta sẽ đi vào một cái phần đó là cái hình bên này là cái hình mình lấy lúc này đó đó chúng ta thấy đây là một cái dạng chấn lưu điện tử thì mình sẽ sơ lược qua những cái phần chánh của một cái bóng đèn của mình thứ nhất là mình cái hoạt động của nó là như thế nào là chúng ta cần cái phần đầu tiên được gọi là preheating tức là chúng ta phải khởi động nóng nữa chúng ta phải đốt nóng lên tới một cái độ nhiệt độ nào đó thì nó mới đủ khả năng mà chạy được do đó chúng ta gọi là cái phần khởi động nóng. Cái phần thứ nhì là chúng ta gọi là instant start, tức có nghĩa là nó sẽ có một cái phần uh, khởi động uh, để mà chúng ta đốt cái uh, những cái cực tốt bên trong này lên. Và cái điện áp của nó nó sẽ được nâng lên rất là cao. Các bạn thấy ở đây nó có một cái điện áp khởi động rất là cao, có thể lên tới 600 V. Để chúng ta tạo ra những cái hiện tượng được gọi là cái hiện tượng phóng hồ quang và sau khi cái hiện tượng này nó xảy ra chỉ trong vòng rất là tích tắc một vài giây hay là nhỏ hơn đủ để chúng ta khởi động cái con đèn của mình lên đó thì mình lại phải trở về cái trạng thái đầu tiên tức là cái trạng thái cơ bản của mình được gọi là run mode là một cái chế độ chạy bình thường lúc đó thì cái điện áp của mình nó trở về một cái điện áp nào đó thấp hơn nhiều đó là một cái hoạt động cơ bản của một cái bóng đèn quỳnh quang bây giờ mình sẽ đi vào trong cái data sheet của con 2156 này thì cái data sheet này là của hãng hồi xưa họ vẫn giữ cái tên hãng là international rectifier sau này thì cái hãng Infineon nó đã mua lại rồi. Thì cái đặc tính của cái con IC2156 này là như thế nào? nó chạy cho những cái mạch được gọi là mạch half bridge tức là mạch nửa cầu chúng ta có thể lấy hai con phép và một cái con phép nó nằm lơ lửng bên trên một cái điện áp cao à, nó có cái khả năng là nó tạo ra những cái tần số xung tùy theo mình muốn như thế nào mình là người sẽ thiết kế ra cái tần số xung đó ở trong cái dạng preheat tức là cái dạng khởi động nóng chúng ta có thể kiểm soát được cái thời gian mà chúng ta muốn làm nóng nó như thế nào luôn ở đây là gọi là preheat high tức là mình làm nóng nó lên phần kế đến là mình ignition tức là mình làm cho một cái điện áp cho nó tăng lên rất là cao với một cái điện áp nào đó như là 600V trong cái bài trước họ đề cập tới và sau đó thì nó nhả trở lại một cái điện áp bình thường và nó chạy lại trong cái trạng thái được gọi là trạng thái chế độ chạy dưới đây các bạn thấy đây là cái sơ đồ tổng quát mà mình có chỉ trong lúc nãy Bây giờ thì mình sẽ qua những cái điểm tránh của nó như là lúc nào cũng vậy họ cho chúng ta những cái thông số cơ bản của cái mạch của mình. Chẳng hạn như cái VCC là cái nguồn mình nuôi nó phải nằm trong khoảng như là 12, 13 V. Vì mình cũng không có muốn làm hư con phát của mình. Con phát của mình mà cái cực ghế của nó đó, mà lên 20 V mình sẽ làm hư đó. Rất là nhiều những cái chi tiết bên trong này, những cái thông số bên trong đó. Bây giờ thì mình sẽ nói trở lại về cái sơ đồ chánh của mạch của mình là mình quay trở lại cái trang đầu tiên nè. Là ở đây đó mình có 14 cái chân bên trong đó thì mình sẽ giải thích qua từng cái chân một để các bạn thấy. Ở chân số 1 ở đây đó thì nó không có nói một cái gì hết, nó chỉ để trống thôi. Và chân số 2 là cái chân cái điện áp nuôi nguồn của mình ở trung bình là nó phải nằm trong cái phạm vi chừng 12 13 V gì đó. Bên trong này nó có một cái điện áp, một cái con Zener là một cái con ổn áp. Nó khép, nó khóa lại khoảng chừng 15 v 15, mấy v Nếu mà chúng ta quá cái điện áp đó, đó nó sẽ kèm lại không có cho nó tăng lên nữa. À, VDC là một cái điện áp để mà mình cảm biến được cái điện áp nguồn của mình nó như thế nào. Để có chuyện gì đó thì nó sẽ báo động cho cái mạch của mình biết. Chân số 4 và chân số 6 đây là hai cái chân nó hay đi đôi với nhau là cái chân có một con điện trở RT và một con tụ điện CT giống như là những con PWM IC khác lúc nào chúng ta cần cũng phải cần một cái điện trở RT và một con CT để chúng ta tạo ra một cái tần số xung chạy cái mạch của mình trong một cái trạng thái bình thường và trong khi đó thì ở đây lại có thêm một cái đặc tính khác nữa là chân số 5 và chân số 7. Ở chân số 5 là một cái con điện trở và con điện trở này nó gọi là BH. BH à, là nó giết tắt lại cho cái danh từ của tiếng Anh được gọi là preheat. làm con điện trở này đó, nó sẽ kích hoạt ngay khi mà chúng ta khởi động đầu lúc đầu. Nghĩa là cái tần số của nó sẽ thay đổi. Giả sử như cái tần số sung của mình đó, chạy trong cái trạng thái bình thường là 20.000 Hz đi thì cái con rbH này á, nó sẽ kích hoạt khi mà chúng ta trong cái trạng thái khởi động nóng là chúng ta có thể chạy ở một cái tần số thấp hơn như là 1.000 hạt hay gì đó. Đó là do chúng ta kiểm soát từ cái con điện trở này. Trong khi đó, con tù điện CBH này đó là cái con tù điện nó sẽ tính toán được cái thời gian mà chúng ta khởi động nóng đó là bao nhiêu là do con tù điện này. Đây là chúng ta thêm một cái, cái trạng thái rất là đặc biệt. Bây giờ mình sẽ qua tới chân số 8 là cái chân COM, tức là cái chân MASS của con IC. Bất cứ con IC nào đó, mình cũng phải có một cái chân MASS. Chân số 9 là cái chân SHUTDOWN, là cái chữ SD. À, SHUTDOWN là nó cảm biến chẳng hạn như một cái điện áp nào đó. Nó sẽ so sánh với một cái con IC op M bên trong này. À, con IC đó, nó có một cái điện áp chuẩn là khoảng 5,1V bên trong này. Thì nếu mà cái điện áp mà bên ngoài này của mình á. Mà mình cảm biến nó mà nó nằm dưới cái 5V 5 đó đó. Thì cái mạch của mình nó vẫn chạy bình thường. Nhưng mà cái, cái điện áp mình mà nó tăng lên cao quá cái 5V đó. Mình sẽ shut down. Có nghĩa là mình khóa con IC mình lại. Không cho nó chạy nữa. Vì nếu mà nó tiếp tục chạy thì nó sẽ làm hư cái mạch của mình. Đó là những cái chế độ là bảo vệ khi mà có một cái hiện tượng hư hao gì đó nó xảy ra. Cái chế độ quá áp. Chân số 10 đó là cái chân cảm biến dòng Chân cảm biến dòng này nó lấy qua cái con phép Các bạn thấy con ARCS này đó Là một con điện trở cảm biến dòng Nó đưa vào trong cái mạch của mình qua một cái bộ lọc Ở Những cái bộ lọc này mình có giải thích cái cách mà mình thiết kế lúc trước rồi Khi mà cái dòng điện của mình tăng lên quá tới một cái mức độ nào đó, đó Thì cái mạch của mình nó sẽ cũng có khả năng tự làm Cắt cái sung của mình lại hoặc là nó khóa hẳn luôn Tùy theo cái cách thiết kế nó như thế nào và 11, 12, 13 là những cái chân mà chúng ta đưa ra để mà lái con phép của mình. Chân số 14, à, chân số 14 đây là một cái chân điện áp. Cái điện áp này đó là một cái điện áp để nuôi nguồn cho cái con em 1 này. Cái điện áp này nó đặc biệt, nó nó, nó hơi lạ một chút, nó gọi là một cái mạch bootstrap. Nó tạo ra một cái điện áp nguồn để nuôi cho cái con em 1 này. Lý do là vì cái con em 1 này nó nằm lơ lửng bên trên. Thì mình có nói sơ qua về cái con cái dạng bootstrap này trong những cái bài trước. Đó là cách giải thích những chi tiết từng cái chân một của cái con này. Bây giờ mình qua một cái trang khác là cái trang số 6 nha các bạn. Bây mình qua cái trang số 6 dưới này. Thì cái trang số 6 này đó họ giải thích giống như những cái gì mình nói bên nãy cho bạn. Các bạn có thể đọc lại trong cái trang này rất là kỹ. Và sau đó thì những cái trang khác như là... Và cái trang kể đến là trang số 7. Đây là một cái trang nó vẽ những cái sơ đồ hoạt động của cái mạch này. Rất là hay. Bây giờ các bạn thấy đó, khi mà cái sơ đồ hoạt động này nó như thế nào? Là khi mà bắt đầu mình khởi động cái mạch mình lên á, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Đầu tiên đó thì mình nằm trong cái trạng thái được gọi là... UVLO. Cái chữ này nó viết tắt từ một cái chữ được gọi là under voltage lockout, Mode Tức là một cái chế độ điện áp thấp nó khóa cái mạch của mình lại. Tức là cái nguồn mình vào, cái nguồn nuôi cho con DC của mình á nó chưa đạt được tới đúng cái mức của nó. Trung bình cái điện áp nó là khoảng 9,5 V thì chúng ta mới bắt đầu khởi động cái mạch lên được điện áp mình nó tăng lên từ từ chứ không thể nào nó tăng lên liền được ở cái điểm 12V. Thì ở ngay cái điểm khởi động lúc này đó, cái dòng điện nó sẽ tạo ra cái dòng điện rất là nhỏ, khoảng chừng 120 microm mà thôi, để bắt đầu nó nạp vào trong cái mạch của mình. Đó là chúng ta trong cái trạng thái khởi động lúc đầu là nó chưa đủ lên, nhưng mà đã có một cái dòng điện nhỏ chạy vào rồi. Cái phần thứ nhì đó được gọi là cái phần preheat. À, chế độ reheat tức là chế độ khởi động nóng thì ở trong cái phần này đó cái nguồn sung của mình bắt đầu nó chạy rồi nhưng mà nó chạy một cái tần số khác cái tần số đó nó kết hợp giữa cái con điện trở rbh này với cái con điện trở chánh của mình nó tạo ra một cái tần số sung khác tần số sung này có thể nó cao hơn cái tần số sung mà chúng ta muốn ấn định đó ở bên dưới nó sẽ cho chúng ta những cái phương trình để mình tính toán đó và một cái điểm thứ hai nữa đó là cái con CBH, cái con CBH này nó sẽ là một con tù điện để tạo ra một cái thời gian mà các bạn muốn chạy đó bao nhiêu và sau khi mà chúng ta qua cái phần khởi động nóng này rồi đó là con cái món đèn quỳnh quang của mình đó nó bắt đầu nó đủ cái độ nóng để mà nó chạy đó chúng ta qua một cái trạng thái được gọi là một cái chế độ ignition là một cái chế độ mở cái mạch của mình lên thì cái điện áp của mình lúc này nó sẽ tăng lên rất là cao Cái con điện trở RBH này lúc này nó sẽ không có hoạt động nữa Nó open, nên nó không còn làm việc được nữa Tần số sung của mình đó, nó sẽ chuyển từ cái một cái tần số mà là khởi động lúc đầu Sang cái chế độ được gọi là tần số chạy bình thường Và ở trong cái trạng thái này đó, điện áp của mình đó, nó rất là cao trong cái bài lúc trước đó Wikipedia nó có đề cập có thể lên tới 5600V thì tùy, tùy theo cái thiết kế của từng cái mạch của mình. Và sau khi cái khởi động này đó nó sẽ mất một cái thời gian nào đó đó. Rồi mình sẽ chuyển qua một cái chế độ được gọi là run mode là một cái chế độ chạy bình thường. Thì toàn bộ những cái con điện trở như là RBH CBH nó đều mất hết, nó không còn nằm bên trong cái mạch của mình nữa và lúc đó cái mạch của mình nó chạy trong cái chế độ cơ bản của mình. Ngoài ra thì trong cái mạch này nó có những cái đặc tính khác được gọi là pho 1 thì mình có nói lúc nãy là nó có thể bảo vệ được cái mạch của mình khi mà cái nguồn điện áp của mình nó tăng lên cao quá hay là cái dòng điện của mình nó tăng lên quá cái mạch của mình nó sẽ khóa lại có những cái phương pháp như thế nào phương pháp thứ nhất là cs tức là cái cảm biến dòng của mình đó, có một cái chân mà mình nói nó cảm dòng đó thì nếu mà nó vượt quá một cái điện áp 1,3V thì cái bóng đèn của mình nó sẽ bị khóa lại nó không còn thấy chạy được nữa một cái phương pháp khóa khác nữa được gọi là shut down là cái chân cái chân đó được gọi là một cái chân shut down bên trong con IC của mình đó, nó có một con op em so sánh nó điện áp chuẩn là 5,1V nếu mà cái điện áp mà mình đưa vào nó trên 5,1V thì cái bóng đèn của mình sẽ vẫn bị khóa lại và một cái điểm khác nữa đó cuối cùng đó, là cái VCC cái nguồn của mình nếu mà nó bị rớt dưới 9,5V không có đủ để nuôi nguồn của mình đó nguyên cái con IC của mình nó sẽ hoàn toàn tắt hẳn đi và mình phải khởi động nó trở lại thì nó mới chạy lại được thì cái sơ đồ này nó rất là hay và nó giải thích hết cho chúng ta đầy đủ hết những cái chi tiết cái hoạt động còn này như thế nào. Phần sau đó của cái con data sheet này đó thì nó giải thích những uh, rất là chi tiết từng cái cách khởi động một của cái mạch này như thế nào, rất là chi tiết bằng cái tiếng Anh bên trong này. Và cuối cùng á thì đây là cái phần họ giới thiệu cho chúng ta cái cách hoạt động của từng cái phần một mà mình nói lúc nãy. Và cuối cùng đó các bạn thấy cái trang cuối cùng của nó đó là chỉ cho các bạn cách mà chúng ta thiết kế chọn những cái giá trị của những con uh, tụ điện CT, con điện trở RT thì theo cái tần số sung của mình muốn như thế nào. Ngoài ra chúng ta chọn cái con RBH và cái con CBH như thế nào. Đó là kết thúc cho cái bài uh, giới thiệu về cái con IC IR2156 là một con IC dùng trong uh, những cái mạch chấn lưu điện tử uh, rất là hay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và mình sẽ gặp nhau trong một cái clip khác.